Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 đã đi qua với quá nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 luôn có nhiều diễn biến phức tạp. Đón chào năm mới 2022, trong bối cảnh biến chủng mới Omicron đang xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước, nên hầu hết các ý kiến người dân, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang mà phóng viên thời sự ghi nhận được đều kỳ vọng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi và mong muốn Đà Nẵng sẽ tiếp tục có bước phát triển, kinh tế xã hội phục hồi, đời sống người dân được ổn định. Người dân của chúng tôi vẫn cảm thấy rất là hứng khởi, một cái thành phố rất là đổi mới, một cái thành phố hiện đại mà hy vọng trong cái thời gian đến khi mà dịch Covid đã tạm ổn thì thành phố Đà Nẵng chúng ta sẽ phát triển ngày một mạnh mẽ hơn nữa. Mong năm 2022 là thành phố, là lãnh đạo thành phố sẽ lãnh đạo thành phố là hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao và giải quyết dứt điểm những cái tồn đọng để cho xây dựng một thành phố mà cho luôn xây dựng thành phố là ổn định và xây dựng cho làm cho cái cuộc đời sống của người dân được ổn định, kinh tế phục hồi. Qua cái đại dịch vừa qua và khó khăn đi, là không những là khó khăn của chung của lãnh đạo thành phố cũng như là lãnh đạo quận nhà mà các doanh nghiệp và người dân, thì chúng tôi thấy là mong cho đến năm 2022 thì thành phố sẽ có những cái chính sách và có những cái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chúng tôi cũng như là hỗ trợ để chúng tôi có điều kiện giúp cho quận nhà cũng như giúp cho bà con địa phương đây có một cái cuộc sống an sinh tốt hơn. Trong cái thời gian qua với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị nên là tình hình an ninh chính trị, trật tự của toàn thành phố tương đối đảm bảo và đảm bảo được cái cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân. Đặc biệt là góp phần xây dựng cho cái thành phố Đà Nẵng thành một cái thành phố văn minh, hiện đại, năng động và xứng tầm là một thành phố lớn trong cả nước. Thì bước vào cái năm 2022, năm mới, thứ nhất là trông cho cái tình dịch đã chấm dứt và tạo điều kiện thuận lợi cho cái đời sống kinh tế xã hội của địa phương được phát triển. Đồng thời đó củng cố tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.